Xin chào anh em Hùng xe cỏ của Auto Daily. Xin chúc anh em một ngày mới tốt lành, chúc anh em luôn vững vàng sau vô lăng nha các bạn. Trong quá trình làm việc chém gió về ô tô, xe máy vân vân thì Hùng có nhận được khá nhiều cái câu hỏi về cái vấn đề là với một mẫu xe dùng hộp số CVT, vâng, hộp số vô cấp, thì khi đi đường đèo dốc nó có khỏe không, nó có yếu không, nó có khi đổ dốc xuống thì sợ trôi quá không. Thì trong chương trình hôm nay thì sẽ có mời anh em tham gia một cái thử nghiệm nho nhỏ cái hộp số CVT trên X-Trail nha các bạn. Bằng Nissan X-Trail thì sử dụng cái hộp số X-Tronic. Nissan thì họ đã phát triển cái hộp số CVT theo cái đuổi cái nguyên lý CVT rất lâu rồi, cho nên cái hộp số của họ rất là êm, rất là hay. X-Trail thì cũng không có cái lợi chuyện số sau vô lăng đâu. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Bây giờ thì Hùng đang trên cái con đường lên tới đền thượng Ba Vì. Đường đây rất nhiều dốc quanh co khúc khỉu, và như trong bài thơ của Tây Tiến, mùa em thơm nếp xôi. Bây giờ mình sẽ đi lên. Thì đang để chế độ D nhá. Để chế độ D này, mình thử đi qua một cái con dốc 10% xem nó như thế nào. Mới bước ga vừa phải, dốc thì chúng ta nên đi cẩn thận. Không phải là yếu, nhưng mà nếu mà đi đường dốc như thế này thì mình nghĩ nên sử dụng cái chế độ chuyển số bằng cơm, tức là chuyển số bán tự động này. X-Trail thì không có lệnh chuyển số sau vô lăng, chính vì vậy mình sẽ gạt sang bên trái, đẩy lên là cộng, đẩy xuống là trừ. Kéo xuống là trừ. Đó. Thì ví dụ những con dốc như này mình sẽ về tới khoảng số 2 cơ. Dùng số 2 để đạp lên. Đấy, thì tua máy các bạn có thể nhìn thấy qua màn hình. Thì nó kéo lên khá là tốt. Và nó tạo độ bốc tốt hơn so với mình để D. Tóm lại là nói chung là mình vẫn thông minh hơn thuật toán. Bởi vì mình hiểu địa hình hơn. Còn thuật toán này nó sẽ phải học rất nhiều. Đó. Thì rất là bốc. Đấy, mình muốn đẩy lên nữa thì bắn lên ngay. Rồi. Tiếp tục, lên tiếp nào. Lên tiếp. Hơi yếu thì mình có thể về số, vòng tua lại, nảy lên. Không khác gì hộp số có cấp cả. Thực ra họ giả lập khá là hay đấy. Và vừa rồi thì mình cũng có vừa đọc một cái thông tin, nhớ không nhầm á, thì là Lexus cũng đang phát triển một cái hệ thống CVT nhưng mà có cài thêm bánh răng để họ bổ trợ cho cái giải vòng tua thấp. Đó. Xôi. Đấy, các bạn có thể thấy không? Tua máy cũng gấu lắm. Đó, 4-5 ngàn ấy. Lên lại giảm lại không khác gì cả. Nhưng thực ra lên thì dễ, lên thì rất dễ, nhưng mà bây giờ xuống đi. Bây giờ mình làm cái xuống dốc nhá. Dốc đây toàn 10%. Ui ui. À nào, bây giờ dốc nó ui. 40. Đây mới là dốc vừa. Oh no no. Không, 50 60 ôi sợ quá. Quá sợ. Rất may là X-Trail lái khá hay. 70. Thôi. Không dại. Rồi. Bí kíp ở đây là chúng ta luôn chọn tốc độ không phải bằng việc dùng phanh quá nhiều, mà hãy dùng cần số bằng cơm bán tự động này. Đẩy sang trái và chuyển về số thấp. Ví dụ như đây đang là dốc 10% số 1 này. Máy nghỉ rất tốt nha. 20, 22 thôi. Rồi. Chậm quá thì mình đẩy lên ạ, cho đỡ gắn máy lại ngon. Thì nếu như mình xác định trước được cái đoạn mà mình cần giảm tốc thì mình nên chuyển ghi số. Ví dụ này, phía trước là dốc thì mình sẽ ghi số trước, không cần phanh, các bạn thấy không, động cơ chống ngược lên luôn. Thực ra trong quá trình đây là mình thử thôi, còn quá trình chạy thật thì chúng ta cũng nên kết hợp với cả phanh để xác định được cái tốc độ đổ dốc cho nó an toàn. Và nên nhớ rằng tốc độ vào cua là quyết định tất cả cái việc mà bạn an toàn hay là bạn đoàng cái là có thể ra dễ ngay. Đấy. Ví dụ dốc này, đấy, con dốc này rất lớn thì mình sẽ phanh, ghi số thấp nhẹ nhàng, bò xuống dễ như ăn kẹo. Quan trọng là mình phải xác định đúng tốc độ. Rồi. Nhưng mình vẫn còn một bí kíp nữa nha anh em. Nếu như chúng ta mà cứ sử dụng cộng trừ này thì tay nó bận rộn lắm, trong khi bí kíp này lại giúp bạn có thể vừa nắm tay bạn gái, vừa đổ dốc luôn nhá. Thì trên X-Trail này nó có một cái hệ thống là hệ thống hỗ trợ đổ dốc cao luôn.
Và tốc độ nó kiểm soát đâu đó nó khoảng từ 19, 15 gì đấy đến 21. Chắc là mình sẽ thử để biết được. Thì điều đầu tiên để sử dụng đấy, chuyển về đây đã, không cần luôn. Rồi, chuyển về hai cầu. Rồi, nhưng mà 4 VKF lock nha các bạn. Đồng thời, rất đơn giản. Bật vào đây, hỗ trợ nào. Đó, dốc cao thì mặc dốc cao, ta cứ phải lao vù vù vui vậy thôi đó. Tốc độ dưới 20 km/h này, chân bỏ ra này, tay vẫn nắm người bên cạnh này, tay vẫn nắm nhá này, dễ chưa ạ? Cua rất chậm luôn đấy, xe đi không sao cả, tin tưởng đi, xe này test nhiều lắm rồi đó. Rồi hết dốc ta lại bỏ nó đi thôi. Quý đấy, cầu điện tử, cái cầu điện tử sướng lắm, lại đạp veo veo. Yes, đấy là những cái chia sẻ rất nhanh của Hùng Xe Cỏ với tất cả các anh em. Và vâng, chúc anh em luôn luôn an toàn sau vô lăng nha các bạn. Luôn luôn an toàn trên mọi hành trình, cho chính mình, cho chính những người thân, cho chính những hành khách ngồi trên xe. Còn bây giờ thì nếu có những câu hỏi, những cái vấn đề gì muốn thử nghiệm thì xin vui lòng anh em hãy comment bên dưới clip. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những chương trình tiếp theo. Bye bye. Số 1 nha. Cua. Yeah. Yes. Yes.